Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Real Madrid và câu lạc bộ Bayern Munich. Đây là trận đấu thuộc vòng bán kết trận lượt đi ở đấu trường UEFA Champions League của hai đội, và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 9 tháng 5. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Real Madrid sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Bayern Munich với mức kèo là 0,5, mức kèo cũng có thể tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25, mức tài xỉu là 3 trái 3,25 và 2,75, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Real Madrid và Bayern Munich thì Real Madrid thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Bayern Munich. 5 trận thi đấu gần nhất của Real Madrid thì Real đang bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Bayern Munich thì Bayern thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Real Madrid chấp 0,5 hoặc là 0,25 nhé. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Real Madrid đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Bayern Munich đôi chút. Thứ hai nữa thì Real Madrid có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Real Madrid còn đang áp đảo hơn so với Bayern Munich nữa. Những lần mà tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà trước đây thì đa phần Real Madrid đều tận dụng được tốt điểm tựa sân nhà của mình để có chiến thắng trước Bayern Munich. Và ở lượt trận này được đá trên sân nhà với lực lượng hầu như là mạnh nhất cộng với phong độ đang cực kỳ ổn định, thì với mức kèo này mình dự đoán là Real Madrid họ sẽ vượt qua được để thẳng tiến đến trận chung kết. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Real Madrid chấp nhé. Mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Chỉ cần Real Madrid đã đúng thực lực và phong độ hiện tại, tận dụng tốt điểm tựa sân nhà của mình, thắng cách biệt một bàn thôi, thì chúng ta chọn Real Madrid chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu là 3 trái 3,25 và 2,75. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần cũng có rất nhiều bàn thắng được ghi. Và ở những lượt trận vừa qua, cả Real Madrid lẫn Bayern Munich đang có hiệu suất ghi bàn đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và sẽ có nhiều bàn thắng được ghi một lần nữa. Có thể là 3-1 hoặc 3-2 nghiêng về cho Real Madrid trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa, ưu tiên đá nhẹ tài 3, canh tài hạ dưới 3 thì vào tài theo ý muốn của các bạn nhé. Nhưng mà theo mình thì trận này các bạn chọn Real không cũng được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đang ổn định hơn so với Bayern Munich thì Real Madrid sẽ có 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Real Madrid chấp nhé. Và canh tài hiệp 1 còn từ 1 trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Real Madrid và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn, ưu tiên chọn Real cả trận này.